Đoạn clip cắt ghi cảnh nữ giáo viên trả dở cho học sinh lớp 1. Sau khi chấm xong, cô này lại dứt quyển dở xuống dưới sàn và gọi tên học sinh lên nhặt. Cô giáo dứt dở học sinh xuống đất gây bức xúc. Hành xử của cô này đang bị dân tình chỉ trích gay gắt. Cô giáo làm như thế là không tôn trọng học sinh. Là người đi dạy chữ mà dứt quyển dở xuống đất như vậy thì khác nào xúc phạm giáo dục. Cô thế này thì học sinh sẽ thế nào? Một dân mạng gay gắt. Thật không hiểu nổi, cô ấy thẳng nhiên dứt dở của học trò xuống dưới chân mà không cảm xúc gì. Có lẽ chuyện này đã được lặp đi lặp lại nhiều lần rồi, thành viên Hùng Phạm bày tỏ. Đoạn clip dẫn nối tiếp thu hút sự chú ý và luận bàn trên nhiều diễn đàn mạng. Không chỉ bức xúc với nữ giáo viên, nhiều tài khoản cảm thấy xót thay cho các em học sinh. Mui cô nợ xa chờ cô nè mờ xung ngờ la mô tờ a tre phải lên tờ, mà chúng co bi tờ ca y gì đâu gì co nợ qua be. Như nợ các em tờ dở mai y thương. Đâu tờ thi tờ pha y la mờ y dơ y lu tre. Gia ở viên gia y đâu chi gia y mui kia nợ thư cờ. Một người khác cho hay.